Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Thì trong video chia sẻ ngày hôm nay thì chúng ta cùng tìm hiểu về một cái dự án đó là Hub Protocol. Thì đây là một cái dự án mà được Binance nó sẽ đưa vào cái chương trình Long Path sắp tới và là một cái dự án là khá là tiềm năng nhé. Và cái điều đặc biệt ở đây đấy, thì trước khi diễn ra Long Path thì chúng ta sẽ có cơ hội nhận được những cái token của cái đồng Hub Protocol này. Đó, thì đây là một cái điều rất đặc biệt nên là anh em hãy tranh thủ làm nhé, ngay khi nó vừa mới bắt đầu. Thì ở cái Hub Protocol này ấy, thì ở đây thì nó trên cái trang Twitter chính thức của nó thì nó đã đăng tải rất nhiều những cái bài. Và thực ra thì bằng cái cách kiếm những cái đồng gold ở trên cái Hub này thì nó có một cái app, đó là gọi là app đào cái đồng gold. Đó, thì ở đây thì mình sẽ kéo xuống để cho mọi người xem là đâu đó nó ở dưới này thì phải. Đó, thì đây là hiện nay Binance nó đã đang theo dõi cái dự án này nhé. Và nó đã chính thức phê duyệt cái dự án này và đưa vào cái chương trình Long Path sắp tới. Và hiện nay thì cái app để khai thác cái token Gold này ấy, thì nó đang là top 1 của Indonesia. Đó, đâu rồi, hình như nó tít ở dưới này cơ. Mọi người chờ chút để mình kéo xuống xem nào. Rồi đây, thì đây chính là cái app khai thác của nó nhé. Và nó đã có ở trên CH Play. Nó đã có ở trên CH Play. Thế còn ở trên iOS thì mình cũng chưa tìm hiểu, hình như là khả năng là chưa có. Thì nó là một cái ứng dụng khai thác coin, đứng hiện nay thì nó đang đứng top 1 của Indonesia. Đấy, top 1 của tất cả các ứng dụng này, ứng dụng Web3 đầu tiên và duy nhất thống trị bảng xếp hạng Google Play từ trước đến nay. Ứng dụng thời thượng nhất ở Indonesia hiện nay và cảm thấy tốt được xếp hạng cao hơn TikTok và WhatsApp. Đó, thì thông qua cái hệ sinh thái WeCard này thì mọi người chúng ta sẽ tải cái app này về để khai thác cái đồng WeCard này. Và sau này thì khi nó list, nó mở phiên Long Path thì chúng ta có thể sử dụng cái đồng này để giao dịch ở trên sàn Binance nhé. Rồi ok, thì bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi kiếm và khai thác cái đồng cát này nhé. Rồi thì để khai thác được cái đồng cát này thì mọi người cần bấm vào cái đường link dưới phần mô tả cho mình. Sau khi bấm vào đường link dưới phần mô tả thì mọi người sẽ tải cái app này về cho mình nhé. Sau đó thì chờ cài đặt nhé. Ok, sau khi cài đặt xong thì mọi người sẽ mở cái app đó lên và bắt đầu tiến hành đăng ký một tài khoản. Ở đây thì nó sẽ có hai cách để đăng nhập vào tài khoản nhé. Thứ nhất là dùng Google và thứ hai là đăng nhập bằng tài khoản của Facebook. Thì mọi người sẽ tùy chọn cái cách đăng nhập nhé. Thì theo mình nên đăng nhập bằng tài khoản Google. Thì mọi người sẽ bấm vào để đăng nhập. Rồi ok, sau khi đăng nhập bằng Google xong thì đến phần tiếp theo thì mọi người sẽ lựa chọn ngôn ngữ nhé. Thì ở đây mọi người sẽ chọn ngôn ngữ là tiếng Anh và bấm chọn vào Next. Rồi bấm chọn Confirm. Tiếp theo thì mọi người sẽ chọn giới tính, male, nam và nữ nhé. Nam chọn male và nữ là chọn female. Và ở đây thì mọi người sẽ nhập cái username ở dòng dưới này. Đó, thì mọi người sẽ nhập cái username vào. Ok, tiếp theo bấm chọn Confirm. Rồi sau đó bấm chọn vào Play Now. Ok, như vậy là mọi người đã cài đặt xong cái app nhé. Thì ở cái app này ấy, thì mọi người sẽ có hai cái cách để kiếm cái đồng Gold này. Đó, cách thứ nhất là mọi người sẽ bấm vào Play Now để trả lời cái câu hỏi của nó để kiếm thêm cái đồng Gold, hoặc là bấm vào Quit to Earn này. Và một cách nữa là mọi người sẽ bấm vào cái chữ Mining này. Đó, Mining để đào. Thì ở đây thì đầu tiên mọi người bấm vào tab cho mình. Đó, thì ở đây thì với cái tốc độ đào của nó là 1 giây thì mọi người sẽ đào được là một cái đồng này. Đó, thì nó giới hạn trong cái khoảng là một ngày. Đây là cái giỏ này, mọi người chỉ đào được là 10.000 cái đồng coin này thôi nhé. Và sau khi đào xong thì nó sẽ dừng lại và sau 24 giờ thì mọi người sẽ vào kích đào tiếp. Ở đây thì mọi người bấm vào tab để cho nó đào này. Đó, mọi người nhìn thấy chưa? Nếu muốn đào nhanh thì mọi người sẽ bấm vào tab liên tục này cho mình. Đó, đến
Thế còn ai không thích thì cứ để cho nó tự động đào, khi nào đủ 10.000 thì nó sẽ kết thúc đào nhé. Rồi ok. Đó, ai muốn đào nhanh thì cứ bấm khi nào đủ 10.000 thì thôi thì nó sẽ dừng đào. Thì toàn bộ cái số gold kiếm được thì nó sẽ xuất hiện ở trên ví đây. Rồi. Tiếp theo thì cái cách thứ hai là mọi người có thể bấm vào cái phần quiz để trả lời này. Đó thì ở đây mọi người có thể bấm vào play now. Rồi sau đó tắt đi. Ở đây thì mọi người sẽ trả lời câu hỏi của nó. Thì toàn bộ những câu hỏi ở đây thì nó đều bằng tiếng Anh. Thì có một cách để mọi người dịch tiếng Anh ra là mọi người sẽ dùng một cái máy điện thoại khác, sau đó thì tải cái phần mềm Google dịch về và dùng cái chức năng máy ảnh nhé. Mọi người sẽ dùng cái chức năng máy ảnh để dịch và trả lời những câu hỏi này. Đó, thì sau khi trả lời xong và mọi người sẽ lựa chọn những cái đáp án đúng của nó. Thì sau khi trả lời xong thì mọi người sẽ được cộng cái số điểm gold. Đấy. Rồi. Thì tạm thời mình sẽ quit ra. Hoặc là mọi người bấm vào đây thì nó sẽ có những cái phần câu hỏi từ dễ đến khó. Thì ai sẽ trả lời theo cấp độ nào thì cái số lượng gold sẽ được nhiều hơn nhé. Ok. Ngoài ra thì ở đây thì mọi người còn có thể là mining cái NFT của nó. Mining cái NFT của nó nhé. Mọi người sẽ bấm vào. Đó. Rồi. Thì ở đây thì đầu tiên thì nó sẽ cho mọi người là một cái tốc độ đào là 1 trên giây. Khi mọi người đào được khoảng là 9.600 thì mọi người sẽ nâng cấp lên là 2 gold trên giây. Được 19.800 gold thì mọi người sẽ nâng cấp lên là 3 gold trên giây. Thì sau đó mọi người chỉ việc bấm vào min. Thì đây chính là những cái NFT của nó nhé. Đó. Thì đây thì ở đây thì nó có ghi chú này. Ví dụ ở cái tốc độ đào 16.000 gold trên 24 giờ này thì mọi người sẽ mất là 36.000. Đó, và 10.000 gold trên 24 giờ thì mọi người sẽ mất là 16.000 nhé. Thì cái số lượng ở đây thì mọi người chỉ việc bấm vào min thôi. Nếu mọi người đủ gold thì mọi người bấm vào min thì nó sẽ min những cái NFT này cho mọi người để tăng cái tốc độ đào lên. Rồi ngoài ra thì mọi người có thể là swap được những cái này. Ví dụ mọi người bấm vào cái mục wallet này cho mình. Thì ở đây nó có cái chức năng là stake. Tức là ví dụ nếu như mọi người không muốn tăng tốc độ thì mọi người có thể stake cái đồng gold mọi người đào được. Mọi người bấm vào chữ gold này. Rồi thì ở đây bấm vào gold nhé. 42.000. Rồi thì ở đây thì cái số lượng gold mọi người khai thác được thì mọi người có thể là cho vào đây để stake. Ví dụ bấm mắc này thì mọi người sẽ bấm vào stake thì nó sẽ stake nhé. Đó, thì đấy là trong trường hợp mọi người không muốn dùng cái đồng gold này để mua máy đào thì mọi người có thể stake để kiếm lãi. Đấy. Ngoài ra thì ở đây nó còn có một cái chức năng nó swap. Swap thì hiện nay thì cái chức năng này thì nó vẫn chưa hoàn thiện. Ví dụ như ở đây mọi người bấm chọn vào swap và transfer này thì nó sẽ swap từ cái đồng gold này sang cái đồng HGT và chuyển sang cái đồng BUSD và để rút về sàn. Thì cái chức năng này nó sẽ sớm ra mắt thôi. Thì đây là một dự án đã được Binance theo dõi và sẽ đưa vào danh sách Long Path phiên thứ 19. Đây là một cái kèo khá là tiềm năng nên mọi người đừng bỏ qua kèo như này nhé. Tranh thủ khi trước khi Long Path nó được mở trên Binance, mọi người đăng ký một tài khoản và khai thác cho mình để giành lấy những cái đồng gold. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn xong mọi người cái cách khai thác cái đồng gold từ cái dự án WeCat. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.